này chúng ta sẽ tôm thiên thần và ác quỷ. Đúng vậy đó, như các bạn đã thấy ở cái blog dưới chân mình, một bên là thiên thần còn một bên đó chính là ác quỷ. Và bây giờ chúng ta đi cần đào để biết xem coi ai sẽ là thiên thần và ai sẽ là ác quỷ nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì hai cha như em với chị đã bị chung gia đình nè. Chị nào với tàu gà là thiên thần, còn mình với lại dắt là ác quỷ đó chị. Thôi được rồi, bây giờ tụi tao là thiên thần rồi, lên với ác quỷ. Bây giờ mình quên chị đi chị. Trời ơi, chị thì bây giờ mình là ác quỷ sao dắt ơi. Trời ơi là trời. Làm sao đó quỷ ơi. Tụi mình có sức mạnh thay nhìn nè. Sao chị vậy? Chị vậy dắt ơi. Trời ơi là trời. Ôi wow, tôi lấy được tôi bay được nè các bạn ơi. Wow. Trời ơi dắt ơi. Ác quỷ mình có sức mạnh nhưng mà là sức mạnh lửa. Thôi được rồi, mình bay qua luôn đi chứ cần chứ phải đặt lắm qua đó. Được rồi, chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ đầu tiên đó chính là tìm em bé. Được rồi, Giác ơi, tụi giống bắt đầu đi tìm luôn nào. Lần này chúng ta sẽ cùng hai người đi tìm. Ôi trời, sao cái này đào khó quá vậy? Mình dùng cái cúp này đi đào đi nè các bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đào xuống kiếm coi em bé của mình đang ở đâu đây. Kiếm đi Huy ơi. Ok. Chết rồi, sao không thấy em bé vậy Giác ơi? Không thấy em bé luôn á, tụi tao xuống nãy giờ thấy luôn. Một em bé của mình ở đâu vậy? Em bé mình ở trên trời kìa, chị đã biết nó đang bay kìa. Giờ sao ủa kìa, cái gì mà đúng vậy? Ô, giang ơi. Ôi vậy ơi. Trời ơi, một cái đuôi lửa sao nó xuất hiện à? Trời ơi, là trời ơi, tự nhiên. Ôi trời ơi, nó phun chảo đuôi lửa. Ôi trời ơi, đuôi lửa kìa. Ôi mày nói trời cho đã mình ta có chuyện gì vậy? Ôi trời ơi, nó giật vậy giang ơi. Ôi nó ở miệng núi lửa có cái gì kìa? Ủa miệng núi lửa có gì, có gì, có gì? Ôi, một em bé kìa. Đó chính là em bé ác quỷ đó các bạn ơi. Thôi được rồi, từ nói tới từ từ coi. Ôi từ từ mình phải canh cẩn thận không thôi mấy cái này nó rớt vô cái đầu mình là xui luôn á. Ok. Và bây giờ đi. Hay cha, bắt em bé nè. Được rồi. Ô, ba nuôi lửa nó cũng biến mất luôn rồi. Trời, nhưng mà vẫn nóng nha, vẫn giông nóng nha. Trời ơi chết rồi, nhưng mà cái con mình nó bị gọi là tựa lửa hết luôn rồi. Để mình đặt em bé xuống nè. Ủa trời, nhìn nó ác gì vậy trời? Nhìn nó ác à? Ôi trời, cái gì vậy Giác ơi? Trời ơi, ông làm nó tức giận rồi kìa. Trời ơi, nó phun mày lại nè. Ôi trời, ủa cái kia sao ta? Mình dễ thương quá. Dễ thương thiệt, cụ thể giống em. Trời ơi, bên đây nhìn dễ thương quá vậy trời. Wow, các bạn nhìn kìa, đúng là thiên thần có khác. Ôi trời, trời ơi, đi đi chứ trời ơi, mẹ luôn á. Nhưng mà bên mình cũng gọi là hoàn thành tìm được em bé rồi. Ôi, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Rồi xong rồi, cái sàn nhà của mình xong rồi. Tới nhiệm vụ hai là chúng ta phải xây nhà xong. Được rồi, bây giờ cả hai tụi mình kết hợp lại xây nhà nha Giác ơi, để mình có thể hơn cái tuổi tiên thần bên kia kìa. Được rồi, xây nhà thôi nào Huy ơi. Ok, let's go, let's go. Bây giờ chúng ta sẽ xây một cái tường ra trước các bạn nè. Nhà mình đã xong rồi các bạn ơi. Nhìn rồi. Như thế nào? Trời ơi, đó các bạn thấy không? Có gà trên đầu luôn nè hả? Hơi bị xịn lắm. Các bạn thấy nhà mình như thế nào? Đừng quên bình luận. À, cái gì vậy? Nhưng mà thôi được rồi, mình phải sửa lại cái nhà này, cái hàng cà này mình coi chúng ta đó. Thôi được rồi, sửa lại thôi Giác ơi. Thôi sửa xong rồi các bạn ơi. Ui cái gì vậy? Tìm đồ ăn. Tìm đồ ăn hả? Chết rồi, tìm đồ ăn hả? Tìm đồ ăn cho mà em bé của mình muốn cái gì trời? Em bé ơi, em bé ơi. Ôi, cái gì vậy? Em bé muốn cái gì nhìn giống trái tim quá vậy? Không lẽ là trái tim điện ngột? Cái gì mà ghê quá vậy? Nó muốn ăn cái gì mà ghê vậy? Nhưng mà kiếm ở đâu bây giờ? Trên trời kìa. Trời ơi. Ôi sao trên trời nó có mấy cái đảo vậy kìa? Có lẽ trên đó có đồ ăn á. Thôi đi lên thử đi, Huy nó bay. Ok, chúng ta bay lên thôi nào. Đi kiếm đồ ăn cho em bé nào. Trời ơi, bây giờ chúng ta phải kiếm cái đảo nào đây? À, đảo bên này nè, bên này, bên này. Bên này toàn bánh mì không mà. Còn bên đây khoai tây chiên không mà. Còn phải thứ mà em bé của mình muốn. Trời ơi. Yeah, tìm được rồi. Nguyên liệu cho em bé của mình đó chính là táo. Thì nó bị tìm vậy được rồi sao? Vậy chúng ta gần đủ rồi đó. Con tôm gà kiếm được rồi hả? Xuống cho em bé mình ăn đi. Trời ơi, bên kia Huy ơi. Tụi mình còn chưa tìm đồ ăn cho em bé mình nữa. Ơi trời ơi, giờ sao ta cách cho nó các bạn ơi, giúp mình với. Bấm nút lại để giúp tôi tìm đồ ăn cho em bé tôi với. Bấm đi các bạn ơi. Ô, các bạn lại mình chơi luôn kìa. Trời ơi, Huy giúp có cái đảo gì kia kìa. Một cái đảo gì đây? Ôi, sao đảo tàn quá vậy không vậy? Ơi, không lẽ nào là mình phải tiêu diệt những con này để lấy cái trái tim của nó hả? Nếu vậy thì chúng ta vô chiến đấu đó thôi mày. Quên ơi, quan trọng là tôi của tôi có sức mạnh tài quậy, tôi sẽ tiêu diệt hết tụi nó luôn. Chết mày to, cha mày bay lên trời nè, cha đây hãy cha, hãy cha mày nè, mày nè, chết mày, ôi mày lắm được coi nè, trời tiêu quái quậy được rồi, bây giờ chỉ cần tiêu diệt hai con này nữa thôi, hãy cha mày nè con, được rồi, chúng ta đã có tổng cộng là ba trái tiêu quái quậy rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cho xuống dưới và cho em bé gọi là cái vật phẩm này thôi các bạn ơi, lấy đi em bé, lấy đi em bé, ôi trời, ôi tất kế, rồi các bạn ơi, nó có cánh này, nó có cánh này Giác ơi. Nhìn nó vui thì chưa. Nhìn vui thì bên tôi gà xong rồi, vậy chúng ta đã đến đến
nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó chính là một cái nhiệm vụ đua xe. Vậy các em bé này sẽ đua sao trời, cố gắng lên nha. Trời, ba sẽ tin con làm được mà. Được rồi, ôi nó cười rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị xuất phát nè. Cuộc đua giữa thiên thần và ác quỷ, ai sẽ là chiến thắng thì các bạn đừng quên bình luận phía dưới nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu đua trong 3, 2, 1, đua đi. Wow. Trời, coi lên, coi lên. Ui, cả hai đang chạy kìa các bạn ơi. Let's go, chết rồi. Ác quỷ của mình đang ở phía sau rồi các bạn ơi. Trời, sao ôi, trời ơi, em ác quỷ ơi, cố lên. Trời, ba đánh tưởng con mà có lên. Ôi, khúc cua này. Chạy đi nào. Khúc cua này. Ôi, trời ơi, tiên thần mới chết chứ không thiên trai rồi. Ôi, đúng rồi, ác quỷ đang dính đâu. Có lên, ôi, coi chừng nha, coi chừng bị dính nè. Ôi, xíu nữa thì ác quỷ bị dính nè. Ôi, rồi, khúc này căng thẳng nè, khúc này. Ôi, trời, coi, có lên. Ôi, khúc này có tiên tiên nè, coi chừng chúng nè, chúng là nổ nè, chúng là nổ nè. Ôi, khúc này phải đua thật là cẩn thận. Ôi, trời ơi, tiên thần lại dính nữa rồi. Ôi, ác quỷ của mình đua xịn quá các bạn. Ôi, co lên. Ôi, chết rồi, trời ơi. Trời ơi, ác quỷ mình đụng vô tiên rồi. Trời ơi, coi, đúng rồi, sao? Ôi, tiên thần đã bị dính máu rồi kìa. Ôi, coi chừng nha, coi khúc này căng lắm nè. Ôi, trời ơi, rồi, tiên thần lại mất máu rồi. Cố lên, tiên thần lại nữa, lại bị xịn rồi. Trời, ác quỷ đang dẫn đầu, kết rồi, sao có lắng anh, coi. Sắp chạy tới đích rồi, có lên nào, còn vài khúc cuối nữa thôi. Có lên, ác quỷ tụi kia đi nha. Chết rồi, cái đường nó bị gãy rồi. Ơi đừng nói là tiên thần thắng đó nha. Ôi trời, xe của mình sắp thắng rồi. Ôi đụng vô tiên thần. Ôi trời ơi kìa. Ôi em bé của mình bay lên lại. Ôi trời ơi, ai vậy trời ơi, thắng rồi. Mình quên mất là em bé của mình cũng có cánh nữa mà. Đúng là xịn đấy trời ơi. Ôi có đụng tiên thần nổ mình tiên rồi. Trời ơi, vậy là mình đã thắng rồi. Let's go. Yeah. Vậy là mình hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới đến nhiệm vụ tiếp theo khi mà nuôi em bé địa ngục nào. Ôi, vậy nhận núi bét. Nhận núi bét hả? Đúng rồi đó. Wow, con chắc là quỷ trời gì ơi, các bạn nhìn nó, nhìn nó đen thui nhưng mà nhìn nó cũng hắc ám đó các bạn, nhìn ghê đó. Mà bằng con chó của tao được, con chó của tao nè, vừa dễ thương mà vừa thiên thần nữa. Cái gì vậy, con chó gì vậy? Trời ơi, ok, ôi, nó làm gì? Ôi, nhiệm vụ thu con bé của chúng ta đã thành công rồi đó. Chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta, đó chính là gia đình đại chiến hả? Gia đình vậy nghĩa là chúng ta sẽ đấu với vậy là sao, vậy là thiên thần sẽ đấu với ác quỷ. Ok, đừng rồi, các bạn nghĩ bên nào sẽ thắng đây thì các bạn đừng quên bình luận phía dưới nha. Bây giờ thì còn hãy đợi ở đó đi để ba thể hiện sức mạnh của ác quỷ cho con xem nè. Đúng rồi, hãy xem gia đình thiên thần của tụi mình đánh bại lũ ác quỷ bên kia nha con yêu. Rồi, chuẩn bị đi. Ok, bây giờ thì nè, chuẩn bị cho 3, 2, 1, go! Chiêu của thiên thần mạnh quá vậy trời. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký để giúp tôi trở nên mạnh hơn đi. Trời ơi, chứ tôi yếu quá vậy. Đúng là thiên thần mạnh quá. Trời ơi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Bây giờ nhìn mình mạnh lắm rồi. Bây giờ thì chuẩn bị tiêu diệt nè, tôi gái với chị nè. Chiêu quả cầu của mình. Trời ơi, chịu làm mình bị đẩy xa ra. Nhưng mà không sao, sức mạnh lớn của mình sẽ tiêu diệt nhiều vậy. Quậy chưa? Thôi nhìn nó cười khoái chí với cả nhà hay là chạy. Ôi, mình hoàn thành nhiệm vụ rồi. Yeah, thắng rồi. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi. Trời, may mắn là khúc cuối còn gỡ lại được á. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tới tới nhiệm vụ cuối cùng, đó chính là ru ngủ nè. Trời, mình không biết em bé của mình có làm được không nữa. Sợ nó quậy xong nó phá đó. Trời, làm sao cho em bé đây ngủ nè? Đây nè, tôi chuẩn bị một cái hồ lava cho nó ngủ à. Trời, có được không vậy trời? Nó ác quỷ mà chắc nó thích lava. Thử bơi nó xuống à. Nè nè, em bé ngủ đây trời. Ngủ thiệt kìa các bạn ơi, trời xem kìa, nó còn thả tim nữa kìa. Trời ơi các bạn ơi, đúng là đứa con có địa ngục nó chỉ ngủ ở chợ trong lava các bạn ơi. Trời thì nó mới thấy ấm được. Ôi trời, ô kìa. Trời ơi, sao nó không chịu ngủ vậy trời, vô khóc hoài gì cơ. Khóc hoài vậy. Trời ơi, thua một cái mà khóc hoài quá. Hồi nãy tôi chặn nên nó khóc từ cái lúc tôi chặn nãy giờ luôn rồi. Ok, thì nói chung là gia đình nguyên
có nước, lửa, điện với lại đồng nè. Các bạn xem coi gia đình nguyên tố nào là gia đình nguyên tố xịn nhất nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Bye bye.